Hôm nay là ngày 18, bây giờ là 9 giờ mấy à, giờ G-Lab đóng cửa. Nhưng mà hôm nay là có một cái buổi setup. Nhưng mà trước khi setup thì coi thử cái này cả nhà. Đây là cái đôi mà mình đã đề cập rất là nhiều á, là cái đôi là bà tự thắt dây và bóng rổ của Nike. Nike Adapt EP. Thì cái chữ Earth này nó viết tắt của một cái chữ rất là dữ ha. Chưa về Google sao. Rồi ok, bây giờ mình mở cái này nha. Rất tiếc một cái á, là cái này á, là nó size 10. Thì nó không có phải là size của mình, cho nên là thật sự rất là khó để mà có thể mang thử. Cho nên là mình đã nhờ một cái người giả bộ biết chơi bóng rổ để mà tới mở mấy cái này ra cho các bạn coi nha. Cái này là size của anh Thái đúng không? Đúng rồi, size 10, mình mang size 10. Rồi vậy mang thử cho mọi người coi đi. À mà khoan, trước tiên là thế em nhớ là này nó có một cái tấm thớt dữ lắm. Đúng. Cái này là sạc iPhone, là sạc iPad gì được không? iPad được. Ai mới hiện tại là iPhone, mình thử iPhone 10 trở lên đúng không? Là sẽ sạc không dây được. Vậy là mua cái đôi giày này về là có một cục sạc không dây luôn, quá tuyệt vời. Giờ anh Thái nói thử cho mọi người nghe coi là anh Thái mang này là sao. Trước tiên nếu bạn muốn mang đôi giày này thì điện thoại của bạn phải tải một cái app từ App Store, đó tên là Adapt. Sau đó làm theo hướng dẫn thì bước đầu tiên các bạn sẽ phải, đây nó nói là đưa cái điện thoại của bạn vào gần cái đôi giày bên trái. Được, được, nó có vô. Ghép đôi đây. Khi nào mà nó xài từ ghép đôi luôn hả? Đúng rồi. Áp tiếng Việt luôn. Ý là ghép đôi. À. Rồi ok. Đợi một thời gian nó đưa hiện ra cái yêu cầu là ghép đôi, mình bấm vào ghép đôi. À, sao nữa? À, sao nữa? Và trên màn hình nó ghi là connection error. Vậy tính ra là đôi giày này nó không thực sự là dễ đúng không? Nó là cái đồ điện tử nhưng mà nó không thực sự dễ. Shoe already pair rồi kìa, là ok rồi đó. Mà đây là nó bảo là cái chiếc giày của bạn đã được kết nối ghép đôi với một thiết bị khác chứ không phải là thiết bị của mình đang cần. Rồi. vô cái Bluetooth. đúng rồi, hình như là Quỳnh nói á là cái đôi giày đó, mà tại vì đôi này á không phải là đôi mới hoàn toàn, là đôi đã được khui ra và có một cái người chủ á đã pair đôi này, tức là đã kết nối với điện thoại của họ rồi, nên thành ra là bây giờ cái việc kết nối với một cái điện thoại khác là bây giờ tôi, anh nào bạn tôi đã phát hiện ra cái thằng khỏe ăn không chỗ đấy, cái thằng đạt đấy. Sau khi mà các bạn đã install cái app thì kết nối được đôi giày thì nó sẽ như này, nó có màn hình có chữ anh làm sao, tôi kêu anh lấy cái điện thoại đã ấy rồi mà anh lấy cái điện thoại đó là sao? À, thực sự tôi cũng không biết nữa, tại vì tôi chỉ mới vừa cầm lên trời. Ý trời thôi. Tôi mở lên là nó vô rồi. Thôi bây giờ anh đặt trình diễn xem nào, chút anh đặt vừa siết đôi giày lại, bây giờ anh đặt nới lỏng đôi giày xem. Các bạn, đây là bàn tay của mình. Wow, điện thoại của mình. Giờ anh Thái yêu cầu em làm gì nè? Trước đây là chiếc bên trái, nó đang được siết vào, bây giờ các bạn nới cái dây của đôi giày, hệ thống dây. Các bạn nhìn kỹ vô bàn tay mình nha, không có gì hết nè. Ủa mà anh Thái nới chiếc nào? Chiếc trái, chiếc trái. Thôi bây giờ đưa nó một đôi luôn đi. Các bạn, sao mà cầm được? Đây đây, tôi sẽ cầm cho anh đặt như thế này. Các bạn nhìn kỹ vào bàn tay của mình nè. Ê, bàn tay không có gì hết nè. Wow. Ủa nếu vậy là phải có cái điện thoại là mới buộc dây dài lại được hả? Hay sao? Không ạ, chúng ta có hai chế độ, đó là một chế độ là dùng iPhone, một chế độ dùng nút vật lý. Cái nút vật lý là nút sao? Đây nó có hai cái nút, thì nút gần mũi đôi giày ấy, thì là cái nút nới lỏng. Là nó có thực sự nới không? Có. Ủa mà... sao thấy nó không có giống như cái đôi Adapt hồi đó là mình bóp vô cái đó nó siết, nhưng mà nó cái này không siết dữ nha. Cái này nó siết vào mà. À, chúng ta sẽ setup ở trong cái điện thoại chúng ta nhiều mức nào mà chúng ta phù hợp nhất, chúng ta lấy cái mức đó. Nhiều như mình muốn để là mình siết lại hả? Đúng rồi. Ở chiếc bên trái đúng không? Đó nó siết vào đó. À nó đẹp nó đẹp. Còn nó chiếc kia đâu? Này. À chiếc này đang setup giữ đúng không? Giờ xả ra đi.
xếp vào đấy ạ. Này đang xả ra chú ơi. Đang xả ra. Xả ra, cái đó là xả ra rồi. Tính ra là cái đồ kém quá. Đây, vậy lên lại, lên lại. Đâu đâu đổi màu cho cái cục này thử được không? Đổi màu chúng ta bấm vào đây. Là nó mình có được custom cái màu nhưng mà cũng màu thì sẽ mặc định nhưng mà có rất nhiều màu chúng ta cho chúng ta chọn. Thử đi. Phải đổi thêm màu khác. Khoan, phải nói với bạn là đây là cái bàn tay mình nhìn được bàn tay. Theo như anh Đạt thì đây lại là bàn tay của mình. Quay, rất linh hoạt thế ạ. Bây giờ đổi màu khác. Chúng ta chọn màu. Vàng thích màu vàng này. Đó. Wow. Đổi thành màu vàng, đúng không? Này giống được chơi cái bé quá. Ủa dù như đổi một chiếc màu vàng, còn chiếc màu xanh được không? Cái option này hơi khó nhỉ. Không quen chưa cập nhật đúng không? Có nhưng mà ra phiên bản kế tiếp. À nếu mà chúng ta muốn siết hai chiếc giày đồng đều với nhau ấy, thì chúng ta bấm vào đây. Mà nó sẽ làm gì? Là nó siết và nhả đồng đều hai chiếc. À nó thả ra hết cho mình luôn đúng không? Đúng. Tính ra cái này cũng khó xài quá, đâu đơn giản đâu. Còn nếu mà một bên, bạn có thể là chân to chân bé thì bạn điều chỉnh từng chiếc một. Chân chiếc to, trái. To bé là từ, à đúng một cặp từ đúng không? Chứ không phải to nhỏ hả? To à, nhỏ chứ. Lớn bé, to nhỏ chứ. To nhỏ. Rồi ok, thôi giờ anh Thái mang vô thử đi. Để coi là nó có siết đã không? Thực sự được cho vào đấy hả? Cho vào. Lâu lắm là chưa cho vào luôn. Rồi cho vào đi. Nào mình cho vào nha, bắt đầu nha. Ê mà khoan cho hỏi ngay. Cho vào rồi nó có. Ôi. Ủa? Chưa đụng gì hết, chưa đụng gì hết á. Là anh Thái mới tự động luôn á hả? Ủa anh Thái chưa cho chân vô mà sao nó tự động là sao? Em không có đụng vô đó. Đó nó xiết theo chân anh Thái nè. Đó nó xiết vô thêm nữa nè. Ủa chứ nó đâu? Nó làm vô nó phải nở ra để anh Thái buộc dây dài vô chứ. Anh Thái vô đi. Rồi. Đó giờ anh Thái. Ôi, đâu đứng lên thử coi nó có. Ủa sao nó không tự siết lại? Không có đụng gì em nói, em không có đụng vô đó. Nó phải tự siết lại chứ hả? Đúng như hai từ đó, là tự siết đấy. Ấy có nè. Vậy giờ nó mới tự siết lại. Chắc nó phải cảm nhận được cái độ ấm á. Chắc nó có cảm biến mùi. Cảm biến mùi. Có mùi chi khó người. Không có chi đâu. Vô. Wow. Sao chiếc kia nó chưa ấy lại nữa? Chưa, nó chưa đủ ấm đấy ạ. Chưa đủ ấm hả? Anh Thái làm cho nó ấm đi. Rồi, nó không cảm ứng luôn rồi. À, phải nhấn nút. Wow, nó siết vào. Lúc đó em có cảm giác là nó vừa đủ chặt không? Nó cảm giác nó gọi là rất là vừa khít đấy. Không được dùng từ bỏ, không được dùng từ đó. Rất là vừa khít luôn. Muốn dùng từ bót đúng không? Ê, nó tránh rồi kì. Ê, vậy tính ra là cái đôi giày này mới mua về là cũng không hẳn là xài được liền đúng không? Là phải nghiên cứu gì lắm. Hiện tại sau khi release thì Nike có công bố một số những cái gọi là cái bug mà họ chưa thực sự giải quyết. Bất là lỗi nha, mình dịch tiếng Anh thôi. Cái lỗi trên đôi giày. Lỗi về kết nối, thứ nhất là lỗi kết nối. Cái lỗi đó thì rất là nhiều người dùng đang mắc phải. Ừ. Nếu vậy anh Thái có đôi này nhiêu tiền? Đôi này như mình mua về là 13.800.000. Như vậy có muốn bỏ ra 13.800.000 để mua đôi giày không? Thôi được rồi, nhìn là biết rồi, suy nghĩ nhiều quá. Thái nãy khi được anh Nam hỏi là với bao nhiêu tiền đó? 13.800.000. Với 13.800.000 thì anh Thái có trả lời anh Thái có mua đôi này không? Nếu mà bình thường thì anh Thái có thể là đéo. Nhưng mà khi Nam quay anh Thái lên hình, anh Thái phải trả lời, anh Thái nhìn xuống. Hít một hơi, lấy hơi, thở ra. Sao lại không? 13.800.000 thôi mà. Chỉ có 13.800.000 thôi đúng không quý khách? Sau đó là tới quà chính tiền. Ừ, ở đây em có quà thẻ không? Đút thẻ ra, quẹt liền. Đó là mình lên hình nó khác em. Rồi, khóa cửa, mọi người lên lầu, chuẩn bị cho em mắt đây nào.